Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng, tối qua, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019. Theo thống kê ban đầu, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành thuộc khối công nghệ thông tin, y dược, kinh tế, kế toán đang có điểm trúng tuyển cao nhất và đều tăng hơn so với năm ngoái. Đến 22 giờ đêm qua, hàng loạt trường đại học như Ngoại thương, Bách khoa Hà Nội, Y Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 18 trường thuộc khối quân đội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Mức điểm trúng tuyển của các trường dao động từ 14 đến 27 điểm. Trong đó, điểm trúng tuyển cao nhất đến thời điểm này là ngành khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa Hà Nội với 27,42 điểm. Điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Cảnh sát Nhân dân là 27,12 điểm, tổ hợp C3 đối với nữ. Điểm chuẩn cao nhất của các trường thuộc khối quân đội là 27,09 điểm đối với thí sinh nữ đăng ký vào D1 ngành ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học Quân sự. So với năm 2018, điểm chuẩn trúng tuyển vào nhiều ngành đào tạo của các trường tăng hơn từ 0,5 đến 2 điểm.